giao đồ, giao dàn karaoke tới nè. Đó, mình ra mình coi coi ha. Đó, xe ở trên Sài Gòn chở đồ xuống các bạn. Rồi còn giao cho ai nữa không? Dạ con này giờ để sáng nó chạy về Nhi Bình. Dạ. Giao. Hai lên vậy. Mua dàn karaoke cho chảnh chở xuống nè. Dạ. Rồi. Hello, Phúc xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cô chú anh chị và các bạn ơi, thì hôm nay Phước đi ra ngoài chợ Bình Thuận á, Phước quay chợ hoa. Có mấy bà chị mình mà tập dưỡng sinh á, bả chụp hình ở ngoài đó đó, thì mình ra mình quay cái chợ hoa với mấy người đẹp luôn nha các bạn. Thì các bạn hãy theo chân Phước nha, có cái gì hay thì Phước sẽ quay cho các bạn xem. Ok, let's go. Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện giờ Phước đang có mặt tại chợ Bình Thuận các bạn ơi. Mới đầu Phước đến chợ hoa này ha. Bây giờ Phước kiếm đoạn đường này vắng, Phước thay áo dài vô ha các bạn. Các bạn coi Phước mặc áo dài coi có được không nha. Mình thay áo thôi. Bây giờ đồ Phước đem theo nè các bạn. Ok, bây giờ thay áo dài thôi. Let's go. Ở tại chợ hoa Bình Thuận nè. Có mấy mấy bà chị ở bên chợ hoa nè. Hello, hello mấy chị nha. Dạ chào mấy chị. Dạ. Đó mấy mấy chị ở Bình Thuận các bạn ơi. Đó đi qua chợ hoa này quá đẹp luôn. Chào em. Dạ. Em năm mới luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và được nhiều khán giả coi kênh nước dạ. Canada. Dạ, chào cô ha. Dạ. Rồi cứ việc đi qua đi. Nước ngang, nước ngang. À nước dọc dọc. Thank you.
trời mai vàng áo xanh áo đỏ đẹp quá. Cái này là cúc mâm xôi phải không? Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Ở đây đẹp lắm á, cái vàng này đẹp nè. Quay hình chị, cái có không có hình là chị không.
có là không được á. À. Vấn đi mấy chị phỏng vấn đi à, em quay. Kia bán nữa hả? Anh mà dân ở đây hay là ở đâu lại anh? Rồi thì chứng nhìn thật rồi hả? Anh tên gì? Nguyễn Nhân Quỳnh. À, anh Quỳnh bán hoa ở chỗ phòng tư pháp đây nè các bạn ơi, phòng tư pháp nè. Bà con đây là bán bông tới nàng 29 thấy không? Thấy dạ. Còn đây là bên mà còn y nguyên hả? À? Thấy năm nay thấy hơi bà con bán rồi. Tết rồi còn ngày mai nữa 30 rồi, ngày mai bán không hết là mình dẹp hả anh? Ngày mai bán không hết là dẹp tiệm luôn. Vậy nè. Vậy đó. À, đây nè các bạn ơi, mấy chị đang đi vào trong cái vườn hoa mai các bạn ơi, vườn hoa mai. Chỗ quá trời luôn, cái đó chỗ đầy luôn á đó, trời chỗ hết rồi đó. Rồi đứng vô đó đi, chụp bông đi. Đứng vô đó cái cây này. Đứng quê đi. Em thấy đứng chữ B á, để cây mai ngay chính giữa, mình đứng hai bên á, thì nó mới đẹp. Cái màu trắng nữa em, màu trắng nữa. Anh
lấy trắng rồi lấy mà vàng, trắng vàng rồi gì nữa ta? Cái nào cũng giống nhau vậy em? Dạ, cái này nó hơi cũ vậy đó. Nhợ, vậy hả? Có hồng cái nào? Ok. Lấy màu xanh đây vậy? Có màu xanh ở dưới nữa kìa. Thôi lấy màu hồng thôi, còn khỏi lấy màu cam cũng được. Lấy màu xanh này đẹp lên. Cho lấy giúp em luôn. Dạ. Rồi. Hello. Lấy con gái bán bông đẹp không? À, đẹp quá, đẹp gái quá trời luôn, dễ thương, bởi vậy ghé ủng hộ nè. Nhớ hãy nhờ đi. Người xấu là người ta buồn đó. Đâu mấy người người nào cũng có vẻ đẹp khác nhau chị riêng hết trơn á. À. Rồi rồi lấy anh nhiêu đó đi em. Anh Thiên nào nữa không? Thôi nhiêu đó đủ em ơi, nhiều quá rồi. Anh trai ơi, tiếng cái loại luôn đi anh. Hả? Em thấy cái này đẹp nè. Cái búp búp đó hả? Ừ. Nếu mà lấy cái búp búp thì để lại một để cái này. Cái xanh này lại đi. Rồi rồi rồi. Rồi ok. Bó rồi năm năm bó đi, một bó là như hai hai trăm chín hả? Dạ. Rồi ok ok. Bữa nay chợ mình đông hơn ngày thường á các bạn ơi. Mấy ông Việt Kiều về đội cưới á, chết luôn á, có chồng chưa nghe. Chợ này đông lắm các bạn ơi, hôm nay là ngày 29 Tết nè, đông khách quá trời luôn. Rất là đông luôn nè. Mà Phước hiện giờ đang đứng ở chỗ mà bách hóa nè các bạn, bách hóa xanh nè. Đông khách lắm. Đông lắm chứ đâu có ấy đâu, tại vì 29-30 người ta mới đi chợ các bạn ơi. Mình vô đây mua đồ mà không có gì mua, thôi đi về. Chợ về nè, mua cho một một xe luôn các bạn. Đó, đây nữa nè. Đó, mới đi chợ về mua cho một xe luôn, ăn Tết mà. Rồi giờ chút nữa đi qua bên sông đẩy cái nhà máy về các bạn ơi. Nhà máy karaoke gửi bên nhà máy bển hồi tối vô 10 giờ. Không có anh em nào nhiều người để đẩy qua bên cầu hết trơn á. Ơi ơi các bạn ơi, cái dàn karaoke mới khui nè các bạn, mới giao nè. Thương mở ra luôn đi Thương, mở bọc ra luôn đi Thương. Hồi tối nó về 10 giờ cho nên nó là đẩy qua cầu có ba người và qua không nổi, gửi bên nhà máy bạn đó. Bóc tem ra thằng Thương với Chí Hải bóc tem á. Chuyên lo kéo công suất lớn điện máy. Ừ, nó để logo của nó luôn kìa, điện máy 369 luôn nè. Ủa rồi cái mic rồi không biết nó bỏ đâu ta, cái mi rồi đó không biết nó bỏ đâu, không biết ở đằng sau hả? À. Ờ cái này mình bật lên là Thương. Đó, có chìa khóa đàng hoàng, đầy đủ hết trơn nè. Đó. Nào bật cái này lên luôn đi Thương, cái lo đó. Này, đây nè, đây nè. Đó. Ồ, nó có đây móc khóa luôn ha. Cái này phải. Ủa cái này sao không vô khớp ta? Cái này nó phải vô khớp chứ. Vô khớp nó mới gài xuống được. Hay là có chìa khóa không? Ờ dặn đúng rồi. Rồi. Rồi cái này đè xuống phải không? Đó bên kia rồi hả? Ủa nó có một bên à. Rồi. Đó rồi có dây điện dây bọng gì nằm ở đâu không ta? Anh nên bảy mở cái dưới đây. Ờ mở cái lấy chìa khóa mở ra Thương. Cái này là
dây điện đây nè. Ờ đây là ở ngoài à, dây điện ngoài nè. Nó khóa lại như vậy đó, mình cho ai mượn rồi mấy đứa nít rồi nó không có đụng vô được. À công viên nguồn nữa nè. Chắc nó có pin nó chổng sẵn rồi á. Đó có kìa. Có pin sẵn rồi nè. Đâu có găng thẳng cái mi vô kìa. Vô hát hát thử liền chứ. Có luôn hả? Alo. Các bạn ơi, cái dàn karaoke này hát em lắm các bạn, thử một chút nha. Rồi cảm ơn Tải nha. Rồi cảm ơn anh nha. Đó thử. Lời ngủ biết tôi tôi chẳng đi tàn vì từ đây dù đến mấy năm mua tôm này các bạn ơi. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn, thì bây giờ Phước xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và năm mới phát tài nha cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà bạn nào mà chưa có bấm vào like và chia sẻ video cho những người bạn của mình xem thì nhớ bấm vào nút màu đỏ nữa và bật chuông thông báo để cập nhật video tiếp theo của Phước nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Ok, bye bye.